Khái niệm du hành thời gian luôn thu hút sự quan tâm của các nhà vật lý học và kể cả những người không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Có một số giả thuyết cho rằng con người có thể di chuyển giữa các mốc thời gian khác nhau. Trong sách vở và trên phim ảnh, các nhân vật mà chúng ta yêu thích có những chiếc máy thời gian để du hành về quá khứ hoặc đến tương lai. Nhưng vào đời thực thì không dễ dàng như vậy. Liệu chúng ta có thể du hành thời gian hay không? Hãy cùng ta khám phá! Con người có thể du hành qua thời gian không? Những trường hợp bị nghi là du hành thời gian trên thế giới. Tiêu biểu trong số đó là bức tranh ông Pynchon về cuộc định cư ở Springfield do họa sĩ Umberto Romano vẽ vào năm 1937, cho thấy một thổ dân đang cầm trên tay đồ vật nhỏ hình chữ nhật giống như những chiếc smartphone hiện đại. Ông này dường như đang vuốt màn hình bằng ngón tay cái. Nhà sử học Daniel Grau cho rằng chiếc smartphone này thực ra là một tấm gương. Bức ảnh tả lại cảnh thổ dân da đỏ kinh ngạc cho những thứ mà thương gia bán lông thú người Anh William Pynchon mang đến châu Mỹ, trong đó rất có thể có một tấm gương nhỏ. Tháng 10 năm 2010, nhà làm phim Buck Island có tên là Joel Clark tải một video có tên Người du hành thời gian của Chaplin trên YouTube. Video này được trích từ DVD phim rạp xiếc của vua hề Charlie Chaplin, trong đó có cảnh quay từ buổi ra mắt phim tại một rạp ở Los Angeles vào năm 1928. Một người phụ nữ đi qua ống kính, cầm một vật thể ở bên tai. Clark cho rằng bà này đang nói chuyện với một thiết bị mỏng, màu đen có vẻ như là điện thoại di động. Clark kết luận rằng người phụ nữ có thể là người du hành thời gian. Năm 1921, Paul Amadeus Janek, giáo viên người Thụy Sĩ gốc Áo, hôn mê trong một năm khi đang giảng dạy ngôn ngữ ở Hy Lạp. Khi tỉnh dậy, ông viết nhật ký và giữ bí mật về nó cho đến khi ông yêu cầu một học sinh của mình, Giorgio Papacharis, dịch nó từ tiếng Đức sang Hy Lạp trước khi ông qua đời. Trong nhật ký, ông mô tả rằng ông đã nhập vào một người đàn ông có tên là Andrew Notman vào năm 3906. Những người ở năm 3906 kể cho ông nghe các sự kiện trong khoảng thế kỷ 20 đến thế kỷ 39. Tuy nhiên, họ không nói với ông những sự kiện thế kỷ 20 vì tin rằng sẽ rất nhiều nguy hiểm nếu cho ông biết trước tương lai của mình. Họ cho rằng làm vậy có thể gây xáo trộn cuộc sống của Dynach và thay đổi lịch sử. Một trường hợp khác là Andrew Glassin, 44 tuổi, bị bắt vào tháng 3 năm 2003 vì nghi ngờ gian lận, nhận được thông tin bất hợp pháp sau khi kiếm lời từ 126 giao dịch chứng khoán rủi ro cao thành công. Sau khi bị bắt, Glassin nói rằng anh ta đến từ năm 2256 và đề nghị nói với các nhà điều tra những thông tin như nơi ở của Osama Bin Laden và cách chữa bệnh AIDS để đổi lấy hình phạt nhẹ hơn và được phép quay lại máy du hành thời gian. Tuy nhiên, anh ta từ chối nói với các nhà điều tra về địa điểm hay nguyên lý hoạt động của chiếc máy đó. Một người không rõ danh tính sau đó bỏ ra 1 triệu USD để bảo lãnh cho Glassin. Ông này lẽ ra phải hầu tòa vào ngày 3 tháng 4 năm 2003 nhưng đã biến mất không một dấu vết. Du hành về quá khứ. Trong khi du hành thời gian vẫn là thứ của khoa học viễn tưởng, một giáo sư vật lý từ Đại học Connecticut tên là Ron Mollett mới đây đã cho rằng có lẽ chưa phải hôm nay, thế nhưng cuối cùng điều đó đã có thể xảy ra. Mollett nói với CNN rằng công việc nghiên cứu của ông chủ yếu dựa trên lý thuyết tương đối tổng quát và dựa trên lý thuyết tương đối đặc biệt của Albert Einstein, người đã nói rằng thời gian có thể bị ảnh hưởng bởi tốc độ. Giáo sư Mollett lập luận rằng một chùm đèn laser tuần hoàn có thể hoạt động như một cỗ máy thời gian và gây ra một vòng xoắn thời gian cho phép bạn đi trở về quá khứ, mặc dù chỉ đến một điểm nhất định. Tính nhân quả trong du hành về quá khứ. Chưa rõ khoa học phát triển đến đâu, thế nhưng với tính nhân quả, du hành về quá khứ là điều không thể. Ngay cả việc gửi thông tin về quá khứ cũng khó có thể hình dung nổi vì việc này sẽ làm thay đổi những thứ đã xảy ra mà không ai có thể thay đổi những thứ đã xảy ra. Hãy tưởng tượng anh em chơi đánh đu trên xà cầu cong và bị ngã gãy tay. Nếu bạn có thể quay ngược thời gian và tự bảo mình đừng chơi trò đó thì sao? Nếu làm được như vậy, bạn sẽ không bị ngã và không gãy tay. Nhưng mà nếu không gãy tay thì bạn đã chẳng cần quay về quá khứ để bảo mình đừng đu xà như thế. Vậy là chuyện gì sẽ xảy ra với cánh tay của bạn, nó có bị gãy hay không? Nếu anh em thấy suy nghĩ như vậy thật là rắc rối, phức tạp thì nhiều người cũng thấy như vậy đấy.
Du hành thời gian là một ý nghĩ rất khó hình dung với đa số mọi người. Đó là vì khi chúng ta nghĩ về thời gian như một đường thẳng với nhiều sự việc xảy ra tiếp nối nhau. Nếu chúng ta có thể quay về quá khứ và thay đổi một điều gì đó đã từng xảy ra, thì chúng ta sẽ làm thay đổi thứ tự của đường thẳng đó. Như vậy thì lại phá vỡ một quy tắc gọi là tính nhân quả. Tính nhân quả này là quy tắc nói về một nguyên nhân xảy ra trước khi có một kết quả. Trong giả sử anh em chơi đu xà cầu cong, nguyên nhân là việc bạn bị ngã và kết quả là việc bạn bị gãy tay, tay bị gãy là do bạn ngã. Nhân quả là một trong những quy luật không thể phá vỡ của vũ trụ. Quy luật này bị phá vỡ sẽ gây ra những hậu quả không lường được đối với vũ trụ và với tất cả chúng ta. Theo các chuyên gia, vì vũ trụ có quy luật này cho nên việc quay trở về quá khứ là không thể, nếu không, quy luật này sẽ luôn luôn bị phá vỡ. Du hành đến tương lai. Nếu quay về quá khứ là điều không thể, thì chúng ta có thể đi đến trước tương lai hay không? Về mặt kỹ thuật, chúng ta luôn luôn tiến đến tương lai bởi vì thời gian luôn trôi qua. Cứ mỗi một giây, chúng ta lại tiến thêm một giây đến tương lai. Nhưng điều này xảy ra với tất cả mọi người, vì thế không gọi là du hành thời gian đúng không nào? Dù anh em tin hay không, thì sự thật là mỗi người đều có thể cảm nhận được thời gian trôi qua với tốc độ khác nhau. Thời gian trôi với một người đang di chuyển rất nhanh thì rất khác so với một người đang đứng im. Đây là một ý tưởng rất phức tạp, được gọi là thời gian giãn nở. Một người bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn so với một người đang ngồi chờ người đó ở sân bay trong suốt thời gian của chuyến bay. Vậy tại sao chúng ta không để ý đến sự khác biệt này? Đó là vì phải chuyển động nhanh hơn chiếc máy bay rất nhiều thì bạn mới bắt đầu chú ý đến thời gian giãn nở. Thậm chí, nếu bạn bay vòng quanh thế giới thì thời gian bạn cảm thấy khác cũng chỉ 1/1 tỷ giây so với người đang ngồi ở nhà. Cách duy nhất để các nhà khoa học biết được thời gian giãn nở là nhờ những thí nghiệm cực kỳ chính xác để đo được. Chúng ta có thể lợi dụng sự giãn nở thời gian để du hành tới tương lai hay không? Câu trả lời là có. Thuyết tương đối của Einstein cho chúng ta biết thời gian là một hàm số dựa trên vận tốc và trọng lực. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tác động để làm thay đổi thời gian tương đối khi so với các hệ quy chiếu khác nhau. Hãy thử tưởng tượng, chúng ta có một cỗ máy mà trong đó thời gian trôi chậm hơn ở ngoài. Anh em bước vào trong đó, chờ một tuần và khi đi ra ngoài, thế giới đã trôi qua 100 năm. Thời gian giãn nở là một hệ quả của thuyết tương đối hẹp và hệ quả này chỉ ra rằng khi vận tốc của hành gia trên phi thuyền có vận tốc càng tiếp cận gần với vận tốc ánh sáng thì quan sát viên bên ngoài sẽ thấy đồng hồ của phi hành gia chạy càng chậm. Nguyên nhân là do hệ số Lorentz đạt giá trị lớn, với các vận tốc chậm, chúng ta khó có thể nhận ra được hệ quả này. Ta chỉ có thể nhận ra sự khác biệt khi sử dụng những đồng hồ chính xác như đồng hồ nguyên tử. Khi tốc độ bạn di chuyển càng gần với tốc độ ánh sáng, bạn sẽ nhận thấy thời gian xung quanh mình chậm lại, tới mức như mọi vật đang đứng yên. Đương nhiên, con người bình thường sẽ không bao giờ có thể đạt được tới vận tốc này. Nhưng nếu có, chúng ta sẽ có thể đi đến bất cứ nơi nào chỉ trong nháy mắt. Bên cạnh vận tốc, trọng lực cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tính tương đối của thời gian. Theo thuyết tương đối rộng, vào năm 1915, thời gian ảnh hưởng lên vật thể khác nhau cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào khoảng cách của chúng đến với nguồn của trọng lực. Nói cách khác, càng cách xa trái đất thì thời gian của chúng ta càng trôi nhanh hơn. Sự chênh lệch này về cơ bản là không đáng kể, nhưng chúng thực sự tồn tại. Cứ thử nhìn vào những vệ tinh GPS của chúng ta mà xem. Trên thực tế, mỗi giây của những chiếc vệ tinh này sẽ ngắn hơn mỗi giây của chúng ta, chính xác là 38 microgiây, tức là 0,038 mili-giây. Và công nghệ GPS hiện đại bắt buộc phải điều chỉnh theo sai số này nếu như muốn nhận được kết quả chính xác. Nhìn lại quá khứ. Như vậy là trong hiện tại, chúng ta không thể du hành thời gian được rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn lại được quá khứ vào mỗi đêm. Ánh sáng có tốc độ cố định, nó đi vô cùng nhanh nhưng các vật thể trong vũ trụ cũng ở xa nhau đến mức ánh sáng cũng mất nhiều thời gian mới đi từ các ngôi sao và các hành tinh xa xôi đến được trái đất của chúng ta. Ánh sáng từ mặt trời cũng mất 8 phút 20 giây mới đến được trái đất, cũng có nghĩa là chúng ta nhìn thấy mặt trời trong quá khứ cách đây 8 phút 20 giây. Nhưng bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt trời vì như thế có thể làm hỏng mắt của bạn.
Thiên hà ở gần dải ngân hà của chúng ta nhất chính là thiên hà Lùn Đại Khuyển. Nó ở cách xa chúng ta 25.000 năm ánh sáng. Điều này có nghĩa là ánh sáng mất 25.000 năm mới từ đó đến được trái đất. Khi chúng ta nhìn vào thiên hà này qua một kính viễn vọng là chúng ta nhìn thấy nó của 25.000 năm trước. Vì thế, cho dù chúng ta không thể tự mình du hành thời gian, thì hàng đêm chúng ta vẫn có thể nhìn lên bầu trời và quan sát quá khứ. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Và đừng quên nhấn like, share và subscribe Sakawai ngay lập tức để cập nhật những thông tin cực bổ ích và thú vị từ chúng mình nhé. Goodbye!